Tại điểm cầu đảng ủy khối các cơ quan thành phố, qua lắng nghe triển khai kết luận số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của đảng bộ khối, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng đã nghiêm túc tham gia học tập, nghiên cứu. Kết luận số 57 là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương chắc quán của đảng về vai trò tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại có hết tính chất định hướng chiến lược là cơ sở để các cơ quan đơn vị triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại.